Hằng Du Mục khóc lớn khi chồng tiếp tục gọi điện quát tháo ghen tuông, tối 19 tháng 6, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm khi thấy ông xã Hằng Du Mục lại tiếp tục xuất hiện trên live stream với vẻ mặt căng, thẳng không những thế lần này ông xã còn trực tiếp gọi điện cho hàng du mục cả hai lời qua tiếng lại ngay trên sóng live stream khiến nhiều người không khỏi lo lắng theo đó chồng hàng du mục bày tỏ sự bức xúc khi trong một tháng vừa qua cô chỉ trở về nhà đúng ba đêm thậm chí hiện tại khi hàng du mục đã về trung quốc cô cũng không về nhà mà nghỉ tại một nơi khác khiến chồng cảm thấy vô cùng khó hiểu bực tức chồng hàng du mục cho hay còn sốt cao mấy ngày nhưng cô vẫn không về tiếp tục là những tin nhắn được gửi đi bên cạnh đó chồng hàng du mục còn cho rằng cô đã cầm theo giấy tờ của con cái bơ lắc anh ở trên mức uy chắc nên không thể trò chuyện Giống như những lần live đem chuyện gia đình ung um sùng lên mạng trước đó, Chồng Hoàng Du Mục vẫn khẳng định anh rất yêu thương vợ và cũng chính vì vậy nên không muốn cô đi xa, làm lụng quá vất vả. Ngoài ra, chồng Hoàng Du Mục cho biết anh cảm thấy bị tổn thương khi không được vợ công nhận dù cũng có giúp đỡ cô trong công việc. Trải qua mấy năm làm việc, đều kiếm đủ tiền nhưng có vẻ cô ấy không thấy hài lòng. Kiếm được 1 tỷ nhưng lại muốn 10 tỷ, 10 tỷ rồi lại muốn 100 tỷ. Tại sao cứ phải nổi tiếng, làm lớn hơn, kiếm ít hơn cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc? Tại sao không làm vậy? chồng của mình thì coi thường ra bên ngoài thì luôn dịu dàng cô ấy luôn đối với tôi rất lạnh lùng vô tình tôi nói cái gì cũng không đúng làm bất cứ cái gì cũng không vừa ý bởi vì sao vậy cô ấy bán hàng nhập hàng cũng không chia sẻ với tôi chính là không tôn trọng tôi cái gì cũng đều là tự năng lực của cô ấy nhưng thực tế nếu không có tôi cô ấy liệu có được sự nổi tiếng trên mạng như hiện tại khi cô ấy đến đây cô ấy không có gì trong tay bị người khác lừa và có rất nhiều chuyện khác tôi không tiện nói ở đây tôi đã rất đau lòng và thương cô ấy tôi chưa từng đánh hay làm gì đau cô ấy tôi ghen bởi vì tôi yêu chồng hàng du mục trải lòng chồng hàng du mục bày tỏ mọi người cho rằng đây là tình yêu độc hại nhưng nếu không thử đặt vào vị trí sẽ không hiểu được ngoài ra người này cũng cho hay trước đó đã làm clip xin lỗi hứa sẽ không ghen và mong hàng du mục quay lại nhưng vì cô vẫn không hồi âm nên buộc phải làm cách này dẫu vậy ông xã hàng du mục vẫn đăng đàn, thể hiện sự ghen tuông với quản lý của hàng du mục. chồng của nữ tích tâu có cảm thấy không hài lòng khi người đàn ông này xuất hiện kè kè bên vợ mình từ phòng laser chim đến cả phòng khách sạn. mặc dù cộng đồng mạng cũng đã giải thích đó là công việc của quản lý, song chồng hàng du mục vẫn không tin. anh đáp trả, cô ấy nói với tôi đó chỉ là bạn, không phải nhân viên, chỉ là giúp đỡ mà thôi. ở phía hàng du mục, dù cộng đồng mạng không nghe rõ cô đang nói gì nhưng nhiều người cho hay tinh thần của cô cũng đang không ổn định. nữ thích tâu cao liên tục phải hét lên để giải thích với chồng, đôi lúc còn có tiếng khóc. một số người ta sân bình luận dịch trực tiếp dưới laser tiết lộ hàng du mục chỉ muốn gặp con, hoặc là chồng đưa con đến chỗ cô cô đang ở hoặc anh ấy đi ra khỏi nhà cô sẽ về nhiều người cho rằng hàng du mục không muốn về nhà với chồng vì sợ bị tác động vật lý hiện tại vẫn không biết thực sự đang có chuyện gì xảy ra với hàng du mục với gia đình và cuộc hôn nhân của cô xong nên ta sân bày tỏ chuyện riêng nên đóng cửa bảo nhau có thể giải quyết êm đẹp thay vì đưa nhau lên mạng xã hội